Twa has given. Yes, it's working. It's working. Twa has given a good summary of some of the building energy simulation programs. I'm going to do a brief summary of the programs and discuss a few of the key characteristics. But the main thing we're going to do today is do practice. And so while I'm... You want to call them? Yes. Moment. Question, are we ready to upload or install onto the computers? Okay. Vâng ạ, thưa tất cả các quý vị, thì vừa rồi chị Thoa đã có phần giới thiệu ngắn gọn về khóa học của chúng ta rồi. Tôi cũng sẽ giới thiệu một chút về những cái đặc tính của phần mềm mô phỏng. Ngày hôm nay thì mục đích chính của chúng ta là đi vào từng bước thực hành. So while I'm talking, the next half hour or so, Fung and others are going to come around and install files on your computers. And our first exercise will be to get you to have OpenStudio running on your laptop and then to open a file. Vâng ạ, thế thì trong cái thời gian mà tôi thuyết giảng ở trên này thì có anh Phong và anh Khánh sẽ đi copy cái file từ thẻ nhớ của chúng tôi vào máy tính của các bạn. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm vào trong đó và chúng ta sẽ tập mở file ra. Okay. So with that overview, I'm going to... let us start with presentation. All right. This slide has two different versions of our program. And one has dates and the other has no dates. Ignore the dates because those dates will change. But what we're talking about is 10 or 11 sessions, including today's session, where we will go through and have a one-day, 10 one-day sessions, totaling 65 hours of training in energy simulation. Vâng ạ, thế thì ở đây như các bạn thấy là chúng ta có hai cái phiên bản khác nhau của cùng một nội dung. Trong đó cái phiên bản bằng tiếng Việt thì có ngày tháng, phiên bản bằng tiếng Anh thì không có ngày tháng. Nhưng mà chúng ta không cần quá chú ý đến ngày tháng tại vì có thể ngày tháng cụ thể này nó sẽ thay đổi. Tóm lại là đây chúng ta trong vòng những tháng tới thì sẽ có tổng cộng là 10 khóa học về mô phỏng năng lượng. Mỗi khóa thì kéo dài một ngày và lượng thời gian cho mỗi ngày là 6 tiếng rưỡi. Thế thì tổng cộng chúng ta sẽ có 65 giờ cho 10 khóa về mô phỏng năng lượng. And each day we'll have several different presentations. There'll be a general concept presentation each day, a technical presentation on architecture, lighting, and daylighting each day, one on a technical presentation on HVAC, and then a technical presentation on process and design practice. Thế thì đối với mỗi khóa học thì chúng ta sẽ có các nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về những khái niệm cơ bản. Thứ hai là chúng ta sẽ đi vào các cái khía cạnh của vấn đề kỹ thuật, trong đó có thiết kế kiến trúc, chiếu sáng và chiếu sáng tự nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào hệ thống điều hòa thông gió. Tiếp tới là nói về những cái quy trình và những cái thông lệ thực hành cụ thể. And the other thing we will have every time is a homework problem with a building file example. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ có bài tập để đem về nhà thực hành, trong đó sẽ có một cái tệp tin, một cái file cụ thể về công trình mà chúng ta sẽ thực hiện. For example, today, if everything goes well, we have one building file that represents a baseline four-story medium office building representing current practice in Hanoi. Thế thì ví dụ như ngày hôm nay nếu mà chúng ta tiến hành cái thực hành mô phỏng của chúng ta thuận lợi, kết quả sẽ là chúng ta có một file về mô phỏng một công trình tòa nhà văn phòng quy mô trung bình có 4 tầng tại Hà Nội. The second exercise represents a building
using about half of the energy of the baseline building. It has external shading, better glass, and some other activity. I'm not sure which. Several different things. Thì oh, cái tòa lighting, nhà. Better lighting, shading, and glass. Cái tòa nhà tôi vừa nói là tòa nhà chúng ta gọi là mức cơ sở đấy. Thế còn sau đó thì chúng ta cũng sẽ có một tiệp tin khác về một tòa nhà mà chỉ sử dụng một nửa mức năng lượng tiêu thụ, mức điện năng tiêu thụ của tòa nhà mức cơ sở vừa rồi thôi. Trong đó chúng ta có bổ sung những đặc tính, ví dụ như là có mái che này, rồi chúng ta có hướng thay đổi, rồi chúng ta có vật liệu kính tốt hơn. So we want you to learn how to install first the baseline file and run an energy simulation on the baseline file, and second, load the much better building and run an energy simulation on that building. Thế thì tôi muốn chúng ta thực hiện các bước sau. Thứ nhất là chúng ta tạo ra cái file mà về công trình ở mức cơ sở. Sau đó chúng ta thực hiện mô phỏng trên công trình đó. Chúng ta làm một cái file về công trình ở mức được cải thiện về tiết kiệm điện năng, và chúng ta cũng làm một cái mô phỏng trên công trình được cải thiện đó. Then, because Mr. Wallace and Mr. Kine have been so productive this week. One second. Yeah. Even though it's bad. Okay. Okay. They have produced four different air conditioning systems. I have four. You're going to get very large files with those air conditioning systems. We have a minimum hope that you can run at least one of the systems, maybe two. And with each system, the system has one option with no direct outside air system. So you have not very good control of humidity. And the second one with a direct outdoor air system with much better control of humidity. Vâng ạ, thế thì trong những ngày vừa qua thì bạn Khánh và anh Mark Wallace ở bên phía chúng tôi đã xây dựng được 4 cái tệp tin khá là nặng về hệ thống điều hòa thông gió của chúng ta. Thế thì trong ngày hôm nay thì tôi có cái kỳ vọng tối thiểu là chúng ta ít nhất cũng phải chạy được một file hệ thống điều hòa thông gió. Và trong đó chúng ta có cái lựa chọn về một hệ thống mà không có bộ điều khiển không khí bên ngoài, và cũng có một cái hệ thống có bộ điều khiển không khí bên ngoài. So that was a long explanation about the homework problem here, the first day. Every other session, we will have similar examples, similar files, similar exercises for you. Thế thì vừa rồi tôi cũng nói khá là dài dòng về cái bài tập của ngày hôm nay. Còn những cái khóa học về sau này thì chúng ta cũng có những cái file nội dung tương tự, cũng có những cái bài tập về nhà tương tự. So the important thing here is each of the 10 days in the future, we will spend some time talking at you, but the majority of the time will be spent doing the simulations on your computer. Thế thì những cái khóa học, tức là 10 ngày 10 khóa đào tạo về sau này, thì chúng ta cũng sẽ theo cái quy trình tương tự như hiện nay, tức là tôi cũng sẽ có những cái phần thuyết trình, còn chủ yếu là thời gian chúng ta sẽ dành để thực hành mô phỏng trên máy tính. Tôi tham gia. Please allow me to add a few comments. Derringer, các bạn có thể nhìn thấy cái sự khác biệt giữa cái số giờ của cái bên tiếng Anh và tiếng Việt. Tức là khi cái số giờ mà 65 giờ là của giảng viên quốc tế, cái thời gian mà các chuyên gia bay sang đây và giảng với quý vị tại hiện trường, tại hiện trường hoặc tại lớp học. Thế nhưng mà khi bài tập giao cho các vị trong cái thời gian mà giữa những cái hai tháng, cứ hai tháng một lần các giảng viên sang. Bây giờ là tháng 9, xong tháng 11, tháng riêng, tháng 3, vân vân. Thì bài tập các bạn làm, các bạn khai thác cái phần mềm được giao, sẽ có những cái câu hỏi, sẽ có những cái vấn đề. Và ở đây thì các giảng viên trong nước của chúng tôi sẽ follow up với các bạn là kiến trúc sư Trần Thành Vũ và anh Cù Nguyên Khánh. Và cậu sẽ kết nối trên trực tuyến cũng như là trên email với lại kiến trúc sư Derringer với lại ông Mac Vallis để chúng ta có thể thực sự thực hành được cái phần mềm đó. Và nảy sinh những cái vấn đề khác nhau trong đào tạo. Vì vậy cái thời gian đó sẽ là 1 giờ của giảng viên quốc tế, sẽ là 2 giờ của giảng viên trong nước. Chính vì vậy bên này chúng tôi tính ở bên này là khoảng 20 tiếng cho mỗi một cái hợp phần, mỗi một cái module học đó.
Bởi vì trong và 20 tiếng đó thực ra là giải suốt trong vòng 2 tháng để các bạn thực tập. 20 tiếng giảng của giảng viên thì đòi hỏi các bạn làm việc phải khoảng 60 tiếng tự mình làm việc ở trên máy mới có thể làm chủ được phần mềm. Vì vậy cái con số 20 kia là thể hiện tổng cái thời gian gọi là trao đổi giảng dạy với giảng viên và thông qua có thể là các bạn nếu cần thiết chúng tôi sẽ lập những cái lớp mà tại chỗ để có thể gặp nhau bạn thế này, còn nếu không có thể qua email và trực tuyến. Thì và cái mục tiêu của chúng tôi là các bạn sẽ được tiếp tục mời đích danh cho tất cả các cái lớp tiếp theo này, bởi vì càng mỗi một lúc lớp tiếp theo nó là lớp nâng cao lên. Và chương trình của chúng tôi là ở Hà Nội ở đây với các cái tỉnh miền Bắc và cũng làm tương tự với các tỉnh miền Nam và miền Trung. Xin phép được như vậy. Thì các bạn là yên tâm là chúng ta sẽ học tới cùng, học tới khi mà chúng ta biết làm thì thôi. Okay. So the program keeps expanding. By next time we talk, it'll be larger. Vâng, như vậy thì như chị Thoa cũng vừa nói, cái chương trình về sau này nó sẽ mở rộng ra rồi nó sẽ càng ngày càng khó hơn đấy ạ. So this is the first time we've done this in Vietnam, and so I fully expect the training program to expand over time or to change over time and not necessarily get larger, but to change. And one of the key changes and aspects is that we expect this to be also done via webinar. So today we have maybe 25 people in our room. I believe yesterday we had 15 people on the webinar. Do we have about the same today or is it so far? Vâng ạ, thì cũng như là chị Thoa nói đi, chương trình của chúng ta sẽ về sau nó có thể là sẽ khó hơn, có thể là sẽ có một vài thay đổi. Không nhất thiết là nó phải mở rộng quy mô ra, nó phải lớn hơn, nhưng có thể là sẽ có thay đổi. Còn về phía chúng ta ở đây, có thể là ngày hôm nay chúng ta có 25 người, ngày hôm qua chúng ta có 15 người ngồi tại đây và chúng ta cũng sẽ tận dụng một hình thức là webinar. Thì hiện giờ theo như anh Phong thông báo là có khoảng 8 người đang ở trên webinar. The advantage of this approach is that even if we're presenting here in Hanoi in a live workshop today, you could sit at your desk in your office, open the webinar link, and attend this class from your desk in your office and participate via webinar. Vâng ạ, thế thì cái ưu điểm của cái phương pháp học qua webinar đấy là trong cái thời gian mà chúng ta đang ngồi học trực tiếp tại đây thì sẽ vẫn có thể có những bạn nếu muốn học thì vẫn ngồi tại văn phòng của mình được, mở máy tính lên và theo dõi cái khóa học của chúng ta như thế này. And you would see us on a window in your on your computer screen. Và sẽ nhìn thấy chúng tôi, ví dụ những diễn giả ở trên này, ở qua màn hình máy tính của mình. So this is a very convenient way of working. We have up to 100 people we can have in the webinar, and if we get to 100 people, we can increase the number of people by paying a bit more money for the service. Thế thì hiện giờ cái dịch vụ webinar mà chúng tôi mua thì nó có thể đáp ứng được tối đa là 100 học viên. Thế còn giả sử như chúng ta lại có số lượng học viên vượt quá 100 người thì chúng tôi có thể là mua thêm dịch vụ webinar để cho nhiều học viên vào hơn. Okay, let's keep going. So this is our overall program. Now we're getting back to an introduction to the simulation tools. We talked a bit about this yesterday, and there are a number of simulation tools. There's Energy Plus, and Energy Plus has a number of graphic user interfaces, Open Studio, Simergy, Design Builder. And it also has scripting, and I think Kang was using some of the scripting last night. We have Energy Plus. Simergy is a graphic user interface for Energy Plus. Open Studio is a graphic user interface for Energy Plus. Thế thì ngày hôm qua tôi cũng đã có phần giới thiệu về các cái phần mềm mô phỏng rồi. Bây giờ chúng ta cũng sẽ điểm lại một chút. Ví dụ như ở đây chúng ta có Energy Plus và có những cái giao diện đồ họa như là Open Studio hoặc là có Simergy và Design Builder. Và Design Builder nữa. Which one has scripting? None of them. They're all graphic user interfaces. There's a fourth option, Python scripting.
Và ngoài ra có một cái lựa chọn thứ tư trong Energy Plus, đấy là Python scripting, tức là chúng ta có thể viết code, chúng ta có thể lập trình để đưa những cái dòng nhập liệu vào. Và anh Khánh thì vừa hôm qua đây cũng mới làm một cái pha nhập lệnh. There are another number of other options. There is DOE 2, 2.2, 2.1. These are variations of the same program. One uses eQuest as a graphic user interface. Another uses Visual Do as a graphic user interface. Và ngoài ra chúng ta cũng có những chương trình như là DOE phiên bản 2.2 hoặc là phiên bản 2.1. Đây là những cái phiên bản khác nhau của cùng một chương trình do Bộ Năng lượng Hoa Kỳ xây dựng. Chúng ta có eQuest tương ứng với DOE 2.2 và chúng ta có Visual tương ứng với DOE 2.1. And other programs include Trinsys, Train Trace. Trace is an old program that engineers love. It's doesn't look very good, has lots of tables, but it produces numbers that the engineers trust. So. Và tiếp theo là chúng ta có Trinsys và Train Trace. Thì Train Trace ở đây là một phần mềm mà được đa số các kỹ sư rất là ưa chuộng. Và cái giao diện của nó thì không được đẹp mắt lắm, có rất là nhiều bảng biểu. Tuy nhiên cái số liệu mà Train Trace đưa ra thì nó lại mang tính chính xác rất là cao. Okay, there are other programs I'm not going to talk about now. We will introduce these as we go over time. There are also useful support tools that are useful with the energy the whole building simulation tools. Windows 6 or Windows 7 is a tool for specifically analyzing windows and the glazing properties. Và ở đây thì những cái phần mềm khác, ví dụ như là Carrier Aptas, IES, Bentley, Autodesk, thì tôi sẽ không đề cập đến trong nội dung của khóa học ngày hôm nay. Tôi sẽ đề cập đến trong những khóa học về sau này. Còn ngoài ra những cái phần mềm mô phỏng toàn thể công trình thì chúng ta cũng có những công cụ hỗ trợ khác. Ví dụ như là hệ điều hành Windows 6, thì, hoặc là Windows 7 as well, or just Windows 6. Windows 6, Windows 7. Tức là Win 6 hoặc là Win 7 thì đều hỗ trợ được cho những cái công cụ mô phỏng của chúng ta. The numbers are just different generations of the program, same. Yep. There's the ASHRAE Comfort Tool. Dạ xin lỗi các quý vị, là xin đính chính một chút, tức là đây gọi là phần mềm Windows 6 chứ không phải là hệ điều hành Win 6 hoặc Win 7. There's the ASHRAE Comfort Tool, which is available. Climate Consultant, which we used yesterday. Và chúng ta cũng có những công cụ khác, ví dụ như là ASHRAE Comfort Tool, hoặc là ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã sử dụng phần mềm Climate Consultant. Ecotech has very good interface and analysis of daylighting. It's useful for architects, but it's limited because it only has a steady state analysis of the thermal behavior of the building. Và Ecotech cũng là một cái công cụ rất là hay để có thể phân tích những cái đặc tính về khí hậu, và cũng có những cái phân tích về trạng thái tĩnh của công trình. There's an energy model input translator and a number of other programs. There's one program not listed in here that's very important. It's Radiance, which is a detailed program for the analysis of the behavior of light and daylight in buildings. Và chúng ta cũng có cái phần mềm về Energy Model Input Translator Emmet. Đồng thời có một phần mềm khác mà tôi cũng muốn nêu, đấy là Radiance. Thì tôi không ghi rõ ra đây, nhưng đấy là một phần mềm rất là quan trọng, nói về những cái đặc tính, ví dụ như là liên quan đến hấp thụ ánh sáng, phản chiếu ánh sáng ở trong tòa nhà. So you can use Radiance with OpenStudio to analyze daylighting, but the analysis takes a long time to calculate. We're not going to do it today. We'll do it in a future session. Và chúng ta cũng có thể sử dụng phần mềm Radiance trong OpenStudio để phân tích những cái đặc tính của ánh sáng ban ngày. Tuy nhiên sẽ rất là mất thời gian, và trong nội dung khóa học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không tập trung vào chủ đề đấy, và chúng ta sẽ có thể là nói đến sau. Radiance is a very complex program. Vì Radiance là một chương trình rất là phức tạp. It's been developed by Lawrence Berkeley Laboratory. It's supported within OpenStudio.
when we get to use it, we should spend some time so you learn how to use it properly. À, thì đây là một cái phần mềm mà do các phòng thí nghiệm xây dựng à, và ở trong Open Studio thì có các tính năng để hỗ trợ phần mềm này à, và khi mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta phải dành ra một số thời gian cụ thể để à, thực sự là học làm thế nào sử dụng một cách hiệu quả. And a warning, when you get to the Open Studio analysis of the air conditioning systems today, when you click the run option to run a simulation for the air conditioning, a typical run time is 15 minutes. So if we're careful, we will have you do that run just before a break or just before lunch. À, và tôi cũng xin lưu ý các quý vị, tức là ở trong phần mềm Open Studio đấy, à, khi mà chúng ta chạy mô phỏng hệ thống điều hòa thông gió, ở lúc đó thì chúng ta sẽ thấy trên giao diện nó có một cái nút là nút Run, chạy chương trình. À, thường cái thời gian chạy mô phỏng hệ thống điều hòa thông gió nó sẽ mất 15 phút. Thì nếu như chúng ta làm mọi việc thuận lợi thì à, có thể là chạy cái mô phỏng hệ thống điều hòa thông gió trước giờ nghỉ, giữa giờ buổi sáng hoặc là trước giờ nghỉ ăn trưa. Just to emphasize the different ways of entering data into Energy Plus, you have a line-by-line text editor, which we're not going to deal with today. It's called scripting. You have very flexible input files with parametric inputs. You can modify existing building input files. You can use templates like the 16 building types in 17 cities in the U.S. It's difficult to learn, but very powerful, very flexible. Thế thì tôi cũng nói thêm một chút về những cái cách để mà chúng ta có thể nhập liệu. Cách thứ nhất là chúng ta có thể làm đặt, tức là viết lệnh từng dòng lệnh một. Tuy nhiên trong nội dung học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không đi vào chủ đề này. Cái cách thức này thì chúng ta có được cái sự linh hoạt rất là lớn vì chúng ta có thể điều chỉnh những cái file nhập liệu, điều chỉnh những cái thông số cụ thể. Đồng thời chúng ta cũng có thể là chỉnh sửa những cái file dữ liệu đầu vào của các công trình đã sẵn có của chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng có thể sử dụng các cái biểu mẫu công trình. Ví dụ như là ở Mỹ thì chúng ta có 16 mẫu công trình tương ứng với 17 thành phố. Nhưng cái cách này nó khó học. Nhưng nếu chúng ta học được thì chúng ta sẽ thấy là đây là một công cụ nhập liệu rất là hiệu quả và rất là linh hoạt. When I learned how to do simulations 20, 30 years ago, this is how I learned to do it. Và thực chất là từ kinh nghiệm của bản thân tôi bắt đầu học mô phỏng từ 20 năm trước đây và vào cái thời đấy thì chúng tôi phải nhập liệu bằng cách viết lệnh. The graphic user interfaces are newer products that are built on top of the energy simulation tools. Và cái giao diện người dùng bằng đồ họa thì nó cũng là một cái chương trình dễ dàng hơn và nó được xây dựng trên nền của công cụ mô phỏng. They're much easier to learn. They can also be powerful and flexible, but the graphic user interfaces can also limit the use of the features of the underlying simulation engine. Thế thì cái giao diện đồ họa đối với người dùng nó rất là dễ sử dụng, chúng ta có thể học sử dụng rất là nhanh. Nó cũng là một công cụ hiệu quả và cũng đảm bảo linh hoạt. Tuy nhiên nó cũng có thể có những cái hạn chế đối với công cụ mô phỏng là nền của giao diện đồ họa người dùng. We'll learn more about that today. Thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái cách này. So here are some interface options. You can see that there are options for Energy Plus. There are three or four options for interfaces. Some of them have received funding from government. Some of them are free, but not all. Thế thì ở đây chúng ta cũng thấy có một số các cái loại giao diện khác nhau. Ví dụ như là Energy Plus ở đây, như lúc nãy tôi có nói, một số những cái giao diện này thì sẽ được chính phủ cấp kinh phí, như Việt Nam gọi là từ ngân sách. Thế còn một số những cái giao diện khác thì sẽ phải tự bỏ tiền ra để làm. So for Energy Plus, Design Builder is very expensive. It's about as expensive as IESVE. Open Studio and Simergy are free. Simergy has one version that's free and one you have to pay a bit for. Thế thì về Energy Plus thì chúng ta có Design Builder.
Design, tức là giao diện Design Builder của Energy Plus thì rất là đắt tiền, đắt gần bằng cái IESV, còn Open Studio thì là miễn phí, còn về Symergy thì có một bản miễn phí, một bản là chúng ta phải trả tiền. Okay, I'm not going to cover all of these, it just shows you different programs and different interface options. Tôi cũng sẽ không đi vào trong tất cả những cái giao diện này. Tôi chỉ muốn cho các bạn thấy là chúng ta có những cái chương trình khác nhau và đối với mỗi chương trình thì cũng có nhiều giao diện khác nhau. And also the Vietnamese and English versions of this table are different, so it's difficult to. Đồng thời là chúng ta có thể thấy là cái bản tiếng Việt và bản tiếng Anh của cái slide này thì nó khác nhau, cho nên là tôi cũng không biết nói thế nào cho nó rõ. Okay, the next 10 slides or so talk about certain features of Energy Plus. They're all in words. They're a bit boring, but we'll go through them quickly. Và 10 slide tiếp theo thì chúng tôi sẽ đi vào trình bày những cái đặc tính của phần mềm Energy Plus. Thì nó cũng chỉ toàn là chữ thôi và có thể là các bạn thấy nó hơi ngắn ngắn một tí, nhưng chúng ta sẽ cố gắng đi nhanh. Okay. Energy Plus is a fully integrated building and HVAC simulation program. Trước hết thì Energy Plus là một chương trình mô phỏng tích hợp công trình và hệ thống điều hòa không khí trong toàn bộ công trình đó. Fully integrated is interesting. It's an important concept. DOE 2, which... Yes, thank you. DOE 2 is an older program that's not fully integrated. In DOE 2, you do the architectural loads for an entire year based on assumptions about what those loads will do. When you get the year completed, you then begin the air conditioning analysis for the entire year separately. Vâng ạ, tôi nói Energy Plus là một phần mềm mà mang tính tích hợp hoàn toàn, nghĩa là như thế nào? Chúng ta có thể so sánh với phần mềm DO2, tức là phần mềm DO2 thì chiếc sẽ tải toàn bộ cái file về mô phỏng tòa nhà trong một mô phỏng năng lượng của tòa nhà trong vòng một năm, và sau khi là cái file đó nó chạy xong rồi thì nó bắt đầu chạy phân tích hệ thống điều hòa thông gió riêng, tức là như thế là không tích hợp vào toàn bộ. So Energy Plus does a better analysis of the interior load conditions at each moment in time. Thế thì phần mềm Energy Plus nó sẽ phân tích và mô phỏng cụ thể và hiệu quả hơn về cái tải trong toàn bộ một công trình, trong nội bộ một công trình, trong toàn bộ thời gian phân tích. So it's available on a number of platforms. It uses the best features of the older programs. It's available in 32-bit, 64-bit options. You can run it on Windows. You can run it on your Mac system, on Linux. Thế thì ở đây nó dựa trên những cái đặc tính tốt nhất của các chương trình, ví dụ như là Plus hoặc là DO2, và đồng thời có rất là nhiều những thuộc tính mới về cấu hình máy tính. Thì chúng ta có thể chạy trên các cái phiên bản 32-bit hoặc là 64-bit, Windows XP, Vista 78, Linux và Mac. So the main installation is a simulation engine and selected utility. You can also separately get the graphic user interfaces, which what we're doing today. Thế thì đồng thời những cái thứ mà chúng ta sẽ cài đặt chủ yếu đấy là công cụ mô phỏng, và đồng thời trong đó chúng ta có thể lựa chọn các cái đặc tính tiện ích cụ thể, và cái giao diện thì chúng ta sẽ sử dụng riêng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học sử dụng cái giao diện này. Okay. It uses simple input and output file structures, essentially lines of text in special format. Thế thì ở đây chúng ta cũng có những cái dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra có cấu trúc rất là đơn giản. Ví dụ như lúc nãy tôi cũng có nói là có những cái chỉ là cái dòng đơn giản như thế thôi. It allows you to do very large and complex buildings because it doesn't have limits on the number of files or zones. Chúng ta cũng có thể phân tích cho những cái công trình rất là lớn và rất là phức tạp, vì ở trong phần mềm này nó không có bị hạn chế về số lượng những mà chúng ta đưa vào. And you can link other software to it quite easily. Đồng thời chúng ta cũng có thể kết nối rất là dễ dàng với các cái phần mềm khác nữa. And actually at Lawrence Berkeley Laboratory in California, there's a program that allows you to very quickly link multiple programs to Energy Plus and run them.
Và ở một phòng thí nghiệm ở California thì chúng tôi cũng có một cái chương trình mà có thể cho phép kết nối Energy Plus với các phần mềm khác rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng, chạy rất là tiện. So, for example, if you're an architect and you want to analyze dynamic shading of windows where the shades change in response to conditions hour by hour, you can run this type of additional software. Thế thì ở đây ví dụ như là chúng ta muốn mô phỏng tìm hiểu xem là tác động của mái che đối lên kính cửa sổ đối với tải sử dụng điện năng như thế nào, chúng ta cũng có thể cho em làm vào cái phần mềm này. Chị không có taxi nào? Which? Đâu đâu detail đấy á, detail view đấy á, đây là vòng 7.8 mà. Đâu làm gì có không? So this is a key diagram of Energy Plus. And the key thing is your building input description generates a complete file with a simulation manager that manages all of these activities. There's a heat and mass balance simulation. There are simulations of the building system, lighting and air conditioning systems. Và thế thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có cái file nhiệm liệu là mô phỏng công trình, chúng ta có cái phần mềm quản lý mô phỏng trong Energy Plus, phân tích những thứ ví dụ như là mô phỏng cân bằng giữa nhiệt phối, rồi là phân tích mô phỏng về hệ thống trong tòa nhà, các hệ thống trong tòa nhà. So at each time interval, the zone information is given to the system simulation, and the system simulation updates the zone conditions. Thế thì khi mà chúng ta có phân vùng ở trong tòa nhà thì thông tin về phân vùng cũng sẽ được đưa vào hệ thống và sau đó đẩy lại đưa vào trong những cái mô phỏng cân bằng của chúng ta như tôi vừa nói. At every moment in time, these external programs can also update the inputs to the heat and mass balance simulation. Đồng thời chúng ta cũng có những cái phần mềm phụ trợ bên ngoài cũng có thể đưa thông tin vào năng cuối mô phỏng cân bằng được năng lượng hiệu quả. And on the system side, you have pollution models and on-site power models. So that's a very comprehensive analysis of all aspects of the building at each time interval. Và đồng thời chúng ta cũng có những cái tính năng khác, ví dụ như là mô hình về đặc tính ô nhiễm, rồi mô hình về sử dụng năng lượng trong tòa nhà, thì tất cả những cái đó nó đều phụ trợ cho các cái mô phỏng bên trong. All of this generates calculation results at each moment in time that are accumulated for the year. Và tất cả những cái tính năng này thì nó đều hỗ trợ cho quá trình tính toán ra kết quả tại mỗi thời điểm mà chúng ta xác định trong một năm. And all of this engine, all of this engine generates results that are used by third party, meaning independent graphic user interfaces. Và cái toàn bộ hệ thống này, toàn bộ bộ máy này có thể tính toán ra được cho chúng ta những cái kết quả và được đưa ra anh cho bên ký sư, tức là những người và sử dụng qua giao diện. So we're using Open Studio. I also have Simergy on my computer. Mr. Vu has Simergy on his computer, and I'm going to be using Design Builder in the near future. I want to learn that one too. So. Thế thì ở đây chúng ta có ba giao diện như tôi đã trình bày lúc nãy là Open Studio, Simergy, tôi và anh Vũ là đều có dùng Simergy. Đồng thời chúng ta có Design Builder và hiện nay tôi cũng đang rất là muốn học để sử dụng Design Builder. Those of you who are associated with universities can probably get a copy of Design Builder at a low cost. Và các bạn mà có làm việc cái công tác trong các trường học thì có thể mua cái phiên bản của Design Builder với giá cả cũng khá là phải chăng, chi phí thấp. So I've already covered a lot of this. I don't need to go through this except there's one point. I'll talk about at any point in time in the calculation, if the air conditioning system is not able to meet the loads in the space. For example, if you have a split system with no outside air supply, the system is not satisfying the humidity load, and the humidity condition changes.
And energy loss will record that change in the increase in humidity. Am I? I think I'm correct. Thế thì ở đây về cái phần mềm quản lý mô phỏng tích hợp thì lúc nãy tôi đã trình bày rồi. Bây giờ tôi sẽ không trình bày lại. Một cái điểm mà tôi muốn lưu ý ở đây tức là trong trường hợp mà chúng ta không thông khí mà không đáp ứng được các cái tải nhiệt ở trong phòng. Ví dụ như khi mà chúng ta có một cái điều hòa hai cục mà chúng ta không có một cái cục không khí bên ngoài thì có thể nó sẽ dẫn đến tình trạng là độ ẩm trong không khí nó bị tăng lên. Trong trường hợp đó thì Open Studio nó sẽ ghi lại là độ ẩm trong không khí bị tăng lên. I held down the button and it went forward too far. Canh chỉnh lại. But I think yes, not in sync. The left and right. Okay. Chữa rồi. Cái con này chữa rồi. Còn anh ơi. Cha hay để in vi lắm, cứ lôi trà vào. Giờ tử hay để in vi lắm. Cái thanh thanh mình nhận mà đứng qua đâu. Thế mình trả lời mình không mấy thằng hết tờ trong contact của mình. Okay. We've talked about all of these factors. The one thing to mention is that the room air model assumes that the air within this room is well mixed. Thế thì tôi cũng đã nói về các cái đặc tính tải và khả năng tính tải rồi. Ở đây cũng có một điểm mà tôi muốn nhấn mạnh, đấy là cái giả định là không khí ở trong phòng nó được lưu thông rất là đều và giống như là quấy đều lên. It depends how you define a room. Because if you define this room as all three of these spaces, the air in this room, in this space is much colder than the air. Còn về việc định nghĩa xem thế nào là một phòng thì nó cũng còn phải tùy. Ví dụ như là nếu chúng ta định nghĩa là tất cả chỗ này từ bên tường kia sang bên tường này là một cái phòng thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là nhiệt độ trong phòng này khác và nhiệt độ ở chỗ này của cái phòng kia khác và ở bên này khác. So partly because we have all of us sitting in this room and all of our computers generating heat. Và ở trong cái chỗ này thì cái nhiệt độ nó nóng hơn ở hai bên khu bên trái và bên tay phải vì chúng ta có toàn bộ người ngồi đây và chúng ta cũng có máy tính mà máy tính thì nó sinh ra nhiệt đúng không ạ? Thực ra thì lại làm bây giờ mình cứ đang cân bộ cao to. We will cover some of these later in later sessions. It's too much detail for today. Thế thì về phía những cái đặc tính và khả năng tải thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những phần sau. Nếu như nói bây giờ thì nó quá chi tiết. So the analysis model in Energy Plus handles moisture in a simplified way, but in very accurate ways. So we're able to handle combined heat and moisture in finite element analysis. Thế thì ở trong Energy Plus thì chúng ta cũng có mô phỏng nhiệt và ẩm một cách rất là đơn giản, tuy nhiên độ chính xác cũng rất là cao. Mạnh tay. Nương tay không được đâu. There is very flexible specification of air conditioning system. There are many templates. We will show you this next time, I believe. Maybe today, maybe not. Và còn về những cái đặc tính của những cái thông số đặc tính của hệ thống điều hòa rất là nhỏ thì chúng ta cũng có thể thay đổi điều chỉnh một cách rất là linh hoạt. Đồng thời trong phần mềm của chúng ta thì cũng có gọi là những cái file mẫu đấy ạ. Và ngày hôm nay nếu như mà chúng ta may mắn tức là làm nhanh thì có thể thực hành với một số những cái file mẫu này. Nếu không nhanh thì cũng có thể là không làm được. The concept of a thermal zone controlled by a thermostat is a very important concept in Energy Plus, but you can have more than one system serving a zone. For example, you can have a dedicated outdoor air system, DOAS, plus you could have fan coil units both serving the zone. Thế thì còn cái xác định vùng nhiệt là như thế nào? Ví dụ chúng ta có thể thấy là một vùng nhiệt do một thiết bị điều hòa thông khí bị cháy. Ngoài ra ở đây, nếu như mà chúng ta và ngoài ra chúng ta cũng có thể là có những vùng nhiệt ví dụ như là vùng ở bên ngoài chúng ta có hệ thống điều hòa thông khí bên ngoài cộng với cả vùng quạt nữa. Okay, this ends the presentation for this morning.
I see that phone is helping to install on some computers. Và phần thuyết trình buổi sáng của tôi đến đây xin được kết thúc. À, bây giờ thì tôi cũng thấy là anh Phong là đang đi hỗ trợ các bạn ở đây để cài đặt máy đúng không ạ? We want to take the installation on your computers, so stay at your computers and we will complete the installation in about 10 minutes. We will start having you start the program. Vâng ạ, thế thì bây giờ xin phép các quý vị là ngồi yên tại bàn của mình. Trong vòng 10 phút chúng tôi sẽ đảm bảo là cài đặt phần mềm vào trong máy tính trong 10 phút đó. Sau 10 phút nữa khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy chương trình ạ. Okay. À, như vậy có được không ạ? Phong and Vũ will both do this. Thì anh Phong và anh Vũ sẽ đi đến cài đặt phần mềm vào trong máy của chúng ta. If you have any problems or if you do not have your software installed, raise your hand. Các quý vị nào mà chưa có phần mềm cài đặt vào trong máy hoặc là thấy cài đặt rồi nhưng thấy có vấn đề thì có thể giơ tay lên được không ạ? Or you can also throw objects at Phong and. Nếu như không giơ tay lên thì cứ ra túm lên Phong và anh Vũ chạy vào cũng được ạ. But soft objects, not hard objects. Chào bác anh ạ. Có ném thì cũng chỉ ném vật nhẹ, không ném vật cứng ạ. Anh đi đi anh YouTube bác này để xếp lại bao giờ này. YouTube bác màu trắng còn gọi là bác anh mà ừ. Anh đi buổi ăn cơm anh đi ngồi quay quay thì hôm chứ không cần phải biết nữa là thì sắp gì Anh ở bên đơn vị nào ạ? Ừ. À, anh chết rồi đúng không? Ừ. Hôm qua. Hôm qua. Ờ, ừ. Thì bắt buộc hôm nay. Là thế ạ? À, vâng, xin mời con nhé. Ladies. Thường là đơn vị. Không, không, à, đây rồi. Anh Dũng đúng không ạ? Đây ạ. Đây. Nó mùi thối thế. Em mới đặt sạn đi. Em ơi, xem khách sạn mùi đó. Ừ. Mà nó cứ mở ra đây làm gì, nó không đi thẳng mắt xuống dưới đi cứ kiểu cứ đến